mấy bữa nay mình làm cái gì không? Mình làm mực thìa đó các bạn. Mình mua một con mực nam đó, cái về mình thìa. Sôi lên thơm cả nhà, mình ớt tỏi với ớt với tí bột niêm với tí đường các bạn, mình để vô đây xong thì mình ăn với cải xà lách đó, với cả vô giống như heo kìa với cả nhà. Tư thì mình để vô cũng được, còn có thì mình để lên nước dừa lon cũng được. Chế nước dừa ít các bạn, con mực thì nó cũng ra nước nữa, có nước dừa ít. Con mực này cũng no chín sâu lên tới chín. Cả nhà mình tắt lửa rồi, cả nhà thấy không, mình có ớt, ớt chín, ớt đỏ thì cái màu nó đẹp.
nha cả nhà. Ngon quá các bạn ơi. Tự làm tự khen à. Đó, mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe, gia đình mình có ăn hay là làm cái gì trong gia đình đó, mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye cả nhà.